Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã chính thức đưa toàn bộ thế giới vào danh sách cảnh báo cấp độ 2 trong thang cảnh báo 3 mức của nước này, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lây lan đến hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Cảnh báo cấp độ 2 tương ứng với mức độ kêu gọi công dân Nhật Bản hủy bỏ các chuyến đi nước ngoài trong trường hợp không cần thiết. Đây là lần đầu tiên chính phủ của Thủ tướng Abe Shinzo đưa ra cảnh báo trên diện rộng. Cùng ngày, thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cũng đã kêu gọi người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết vào dịp nghỉ cuối tuần này do lo ngại số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại thành phố này đang tăng mạnh. Chỉ tính riêng trong ngày 25 tháng 3, đã có tới 41 người nhiễm mới tại Tokyo, cao hơn 2 lần so với mức ghi nhận 17 ca một ngày trước đó, đưa thủ đô của Nhật Bản lên đứng đầu danh sách 47 tỉnh thành có số người mắc COVID-19 nhiều nhất với 212 ca. Theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế Nhật Bản, tính đến hết ngày 25 tháng 3, tổng số người mắc COVID-19 tại Nhật Bản là 1.277 người. Đó là chưa tính tới 700 trường hợp trên du thuyền Princess được cách ly ở cảng Yokohama, gần thủ đô Tokyo hồi tháng 2 vừa qua. Trong khi đó, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại nước này là 54 trường hợp.